làm châu như ý vì hay làm đầy đủ tâm nguyện vọng của tất cả chúng sinh, làm gió lớn vì mau khiến cho chúng sinh tu tập tam muội nhập vào thành lớn nhất thiết trí, mà ta làm sao biết được những hạnh đó, nói được công đức đó, làm sao xưng lượng được núi phước đức lớn đó, làm sao chiêm ngưỡng được công đức chúng sinh đó, làm sao quán sát được đại nguyện phong lân đó, làm sao du nhập được pháp môn thâm sâu đó, làm sao hiển bày được biển cả trang nghiêm đó, làm sao diễn minh được hạnh môn phổ hiền đó, làm sao khai thị được hang tam muội đó, làm sao khen ngợi được mây đại tử bi đó. Thiện nam tử ở hướng nam này có một vương đô tên là An trụ, có vị ưu bà di tên là Bất động. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vua Đại Quang đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi.